mẹ nè, có anh hai con, có con gia đình ít con đó, các con vỗ tay thật lớn cho em ạ nè. À các con ơi, những người thân sống trong gia đình thì mình thấy như thế nào nè? Yêu thương và gì nữa? Nghe lời không? Giỏi quá, một tràng vỗ tay thật to. Rồi, cô thấy lớp mình rất là giỏi, cô sẽ cho lớp mình chơi một trò chơi đây. Cô mời các con đứng dậy nè. Rồi, chơi ba má con nha con. Rồi, ba đâu, ba đâu? Ba đâu, ba đâu? Má đâu, má đâu? Con đâu, con đâu? Má đâu, má đâu? Con đâu, con đâu? Ba đâu, ba đâu? Rất là giỏi, vô tay thật lớn cho đó nè. Và cô thấy các con rất là ngoan. Bây giờ cô sẽ cho các con chơi trò chơi, đó là trò chơi đi chợ. Một cái bình thủy.
Rồi, hôm nay con đi chợ con mua được gì đây? Rồi, giỏi quá, con mời con ngồi xuống nè. Hôm nay tôi đi chợ, tôi mua được một cái nồi. Rồi, con mua gì nè? Giỏi quá, con mời con ngồi xuống. Rồi, hôm nay tôi đi chợ, tôi mua được một cái tủ lạnh. Con mời bạn tủ lạnh lên nè. Sáng hai cái tủ lạnh. Rồi, hôm nay con đi chợ con mua được gì đây? Rồi, hôm nay tôi đi chợ, tôi mua được một cái máy nghe nhạc. Rồi, hôm nay đi chợ con mua được gì đây? Giỏi quá. Rồi, các con ơi, lại đây với tôi nè. Các con rất là ngoan nè. Cô sẽ cho lớp mình chơi nữa, cái thích nữa không nè? Bây giờ lớp mình sẽ chia thành hai nhóm, có bên cô Thư và bên cô Gắm nha. Rồi, bóng tròn to, tròn to, bóng xì hơi, xì hơi. Rồi, đây đây nè. Kể câu chuyện về một số thành viên gia đình nha. Rồi lắng nghe. Rồi hôm nay tôi đi chợ, tôi mua được một cái tivi. Tivi dùng để xem. Rồi con mời con. Tăng cường tiếng Việt thì phải không? Đúng rồi, đúng rồi con.
thấy nè, cũng thấy anh Phát hôm nay là nhóm 1, nhóm 2 nè. Chơi rất là giỏi luôn á, dè thật to đây. À bây giờ các con có muốn đem những đồ dùng này về trong gia đình của mình không? Những đồ dùng này khi sử dụng thì các con phải như thế nào nè? Nhớ thế này không? À đúng rồi, phải cẩn thận, phải biết giữ gìn đồ dùng, nhớ chưa nè? À và bây giờ cô gắng sẽ cho các con mang đồ dùng về nhà. Gia đình số 1 thì các con sẽ mang đồ dùng để ăn. Gia đình số 2 thì các con sẽ mang đồ dùng để uống. Gia đình số 3 thì sẽ mang đồ dùng sử dụng bằng điện. Được chưa? Rồi các con về đem về đồ dùng về nhà đi nha. Chơi thì các con phải như thế nào? Đúng rồi, trả lời to lên. Không, đúng rồi.